Rồi, thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với anh em cũng như mọi người một cái vấn đề đó về là các cái củ lo này. Các củ lo này thì có đôi lúc chúng ta không biết nó còn sống hay nó chết. Và cái chủ đề ngày hôm nay đó là mình sẽ hướng dẫn quý vị cách kiểm tra các lo này còn sống hay chết. Đối với một số bạn mà biết rồi thì mình không nói, nhưng mà một số bạn chưa biết thì mình xin hướng dẫn cái cách kiểm tra nha quý vị. Đối với các lo này chúng ta có rất nhiều cách kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách mà cơ bản nhất, cách mà đầu tiên nhất đó. Quý vị có một cục pin con thỏ, con ó, con chuột, con gì đó, quý vị hàng hai đầu như thế này nè. Ở đây mình lấy một cái viên pin 18650 và viên pin này đảm bảo nó sẽ còn điện nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ đó là lấy hai cái đầu này chúng ta chập vào cái củ lo đó. Chẳng hạn như cái lo này đi, mình là sẽ lấy hai đầu nó nè. Mình sẽ đó là một đầu mình sẽ gắn vào một cái cọc cực bên đây như cái này đó. Đó, nó còn kêu kịch kịch, có nghĩa là nó còn kêu rẹp rẹp đó quý vị. Nè, cái lo chúng ta còn kêu rẹp rẹp, có nghĩa là cái lo này nó còn tốt nè quý vị, chúng ta còn hát được. Nè, khi mình chập vào nó kêu nè. Đó, chập vô lát nó hư luôn đó. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta mà chập vô mà nó không kêu đó thì coi như lo chúng ta đã theo ông theo bà. Đây, tương tự như đối với những cái này. Đó, kêu rất lớn luôn. Rẹt 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 luôn. Rồi, đối với cái lo này. Đây. Ôi, im ru ta. Rồi, cái lo này hỏng rồi. Rồi, cái lo này thì nó không có hát rồi. Không có kêu rẹt rẹt rồi. Rồi, để nó qua một bên đi. Tiếp theo. Lo này. Im ru và rù luôn. Ê, còn. Đấy. Còn kêu rẹt rẹt. Lo này. Đấy, còn kêu nhưng mà kêu cái tiếng nghe. Còn kêu nè. Nhưng mà âm thanh nghe không được lớn cho lắm. Kệ nó đi. Còn kêu là hy vọng mà. Đấy. Đấy. Cái lo này nó gách tươm hết trơn rồi nè. Tuy nhiên để kiểm tra nó sống chết thì cũng như làm y chang vậy đi. Có gì đâu phải xoắn. Một đầu đấu vô. Đó, nó còn kêu hết chưa. Vẫn còn kêu nha. Cái này mình dán lại là mình xài được á. Dán cái màn lo lại. Và cái lo cuối cùng là GVC. Lo này thấy đẹp quá ta. Rồi, đó là cách thứ nhất nha quý vị. Cách thứ nhất là chúng ta xài một cái viên pin để mà kiểm tra các cái củ lo này ha. Chỉ cần là xài một cái viên pin nè là chúng ta sẽ kiểm tra được là cái lo này còn sống hay là chết nè. Chỉ xài cần một cái viên pin này thôi là biết được đó là lo sống hay là lo chết. Đó, ok chưa? Rồi, đó là cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang cách thứ hai đó quý vị, là chúng ta cần có một cái đồng hồ. Ở đây mình sử dụng đồng hồ số. Chúng ta sẽ chuyển về cái thang đo là thông mạch. Thang đo thông mạch là cái thang đo mà chúng ta chập hai đầu lại là nó sẽ kêu. Nó kêu tít, thang đo tít á. Đó, nó kêu tít ha. Rồi bây giờ chúng ta cũng là ghim vào hai cái đầu này của cái lo. Đó, nó kêu nè. Thằng này hồi nãy mình đo là pin vô là nó không máy nè. Bây giờ mình sẽ đo thử bằng thang đo thông mạch coi nó có kêu tít không. Rồi, không kêu nè. Cái gì không kêu nè quý vị.
là cái loa này hư rồi nè. Nhìn đẹp trai gì mà sao mà dở thế. À, kêu này thấy không? Đó. Những thằng mà kêu là đó, kêu nè. Thằng này hồi nãy kêu mà nhỏ nè. Nhưng mà vẫn còn kêu nè, thấy chưa? Đó. Đấy. Đó kêu. Nói chung là đó là cái cách thứ hai là mình sử dụng đồng hồ nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cách thứ ba. Cách thứ ba là kiểm tra nó chắc chắn 100% là chúng ta sẽ biết trước được à, chúng ta sẽ biết được kết quả của nó. Đợi mình tí. Ở đây mình có một cái âm ly mini mình tự chế nè. Âm ly mà sắp ối không, ở trong nó dây nhỏ tựa luôn hộp dừa hết trơn. Mình mở nó lên, mình sẽ kết nối các cái lo này. Lo nào mà hát được thì nó còn sống, hát không được thì nó to. Đơn giản vậy thôi ha. Kết nối từ cái lo vô thì cái nào hát được ok, hát không được thì nó chết. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy dây, mình sẽ kết nối nghe quý vị. Rồi thì cái cách thứ ba là mình sẽ lấy một cái ampli mini nè, có nghĩa là cái gì mà phát ra tiếng được đó. Có hai cái cọng dây này, hai con dây galo nè, mình đã kết nối nó vào đây nè quý vị. Rồi mình sẽ kết nối cái ampli mini của mình bằng Bluetooth ha. Rồi nè quý vị, mình đã kết nối Bluetooth vô cái ampli mini này rồi nè. Đó, Win 68 nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên một cái clip của kênh của mình là Mr. Lành Chanh Channel, thay chip cho bóng đèn LED xài bền nhất nè. Đó, cho cái like đi. Đó. Rồi, mình sẽ đó là đi kiểm tra từ cái bóng đèn để không thôi nó bị dính bản quyền. Xem clip của mình cho chắc an toàn là trên hết. Rồi bây giờ mình chỉ cần là kẹp chân đen đỏ vô. Mình sẽ đi thử từng bóng đèn trước ha. À, quý vị cùng mọi người theo dõi cái cách bước mình làm thực hiện nha. Đấy, một cái bóng đèn, một cái lo hát ha. Như vậy là nó hát lên là mình biết được cái lo nó còn sống hay không rồi. Đây là cách hình như là nó, ta gọi là sao ta, nó hữu dụng và nó rõ ràng nhất luôn á. Một cái nè, để qua bên. Rồi tới cái này coi, nghe hay là không là nghe là biết liền. Khỏi cần phải xoắn. Đây, trừ nè. Cộng. Cho tự nó tắt tao thử nghe nè, nó có cháy không? Quá lớn luôn à. Biết có điện có giật không nữa. Giật cái lên tàu á. Đó. Rồi. Không thấy. Nghe rất êm, cái tiếng gà gà. Gà đó là chính là cái mạch Bluetooth của mình nó bị bóng đèn nó làm ấy. Rồi, thằng Bành kia nữa bị gắt thì coi nó còn nghe tiếng không? Rồi, tiếp theo cái bóng đèn to tổ bố này. Còn nghe tiếng luôn nè. Bóng đèn này có lên không nè? Đó, thấy chưa? Cách này kiểm tra là nó rất là đã luôn á. Đấy. Nó lên được số bóng rồi, nó cháy chú bóng này, nó cháy bóng này nè. Đó. Kiểm tra ngon lành con cành đào luôn. Mà sao nó không sáng hết à? Đấy. Đó, ngon quá, im quá. Giờ tiến hành mình thay con led này ha. À, thay con led này đi. Rồi để nó đây. Cái bóng này là thằng lớn vãi cả trưởng luôn á. Ngon lành chưa? Rồi tới cái bóng đèn này coi. Để lộn cái lo này. Ủa xong nghe tiếng nè. À, cái thằng này nãy hư. Này lo toàn giải mà nó tàu lao. Này hư. Thấy chưa? Các bạn thấy hư rồi là. Rồi này nãy là nhỏ tiếng nè, bây giờ vô đây coi nó có lớn tiếng lên không? Rõ ràng rồi. Rồi này nó xíu tiếng à. Lo này nội trợ của nó quá ấy à. Con này đây. Rồi ông bạn này không cháy rồi. Cách là rồi đó là cách thứ ba nha quý vị. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn vài ba cái cách để mà chúng ta kiểm tra các cái loa mà coi nó còn sống hay nó chết ha. Thì mình mong rằng cách làm của mình nó sẽ đem đến cho quý vị và các bạn nhiều điều bổ ích nha.
Rồi, thân chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.